một con rùa bằng mấy anh? 1, 2, 2. Đúng rồi. Mình học tiếp nghe danh. 1 quả lê cộng 2 quả lê bằng mấy quả lê danh? 1, 2, 3, 3. Danh nhỏ quá. Nè, 3 cây kem cộng 3 cây kem bằng mấy cây kem danh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Rồi, giỏi quá. Nè, nè, 3, 3 trái banh cộng 2 trái banh bằng mấy trái banh danh? 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, giỏi quá. Em thèm sợ cái con mèo quá, chị làm cho em ăn đi. Em học một bài này nữa đi. Nếu em làm đúng á, chị đi mua, chị về chị làm sầu huyết con mèo cho em ăn. Ha, sắp được ăn sầu huyết con mèo rồi. Nè, nè, 2 cộng 2 cộng 3 bằng mấy danh? 1, 2, 3, 4, 5. Trời, danh giỏi quá. Thôi bây giờ em học tiếp đi. Để chị đi mua, về chị làm cho em ăn. Hôm nay bà Bảy bán sầu huyết to. Ngọt ngọt quá, ngon quá chị ơi, mai mốt chị làm cho em ăn luôn nha. Ờ, em có thèm chị làm cho em ăn nữa. Ngon quá. Thôi còn con này chị nhường cho em nè. Thôi, em dọn phụ chị vô đi. Rồi giờ rồi chị xuống chị la mặt cho em nè. Tiếp, bỏ đó đi. Chúc chị xuống đi, chúc chị lên chị la mặt.